Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ có một cái video để mà còn chia sẻ những cái thông tin mà mình đã tìm được, như là những cái thông tin mà mình rất là nghĩ rất là quan trọng để mà các bạn nắm được liên quan đến cái đồng coin Tron và cái nền tảng Tron. Thì đây là một trong những cái nền tảng có thể nói là gây sự chú ý rất là lớn trên trên cộng đồng hiện tại. Và vào tháng 5 này thì đồng Tron và nền tảng Tron sẽ có những cái cập nhật rất là quan trọng. Và những cái cập nhật này thì hứa hẹn là sẽ giúp cho giá của đồng Tron tăng rất là mạnh. Thì các bạn hãy xem hết đi video, mình sẽ cố gắng là làm thế nào để mà có thể trình bày dễ hiểu nhất cũng như là cung cấp cho các bạn những cái thông tin cơ bản và quan trọng nhất để mà các bạn nắm rõ về cái nền tảng này. Trước khi đến với cái nội dung của video, với những cái bạn nào mà mới đăng ký kênh YouTube của mình thì sau khi đăng ký các bạn hãy nhớ ấn hình quả chuông ở bên cạnh để khi nào mà mình làm những cái video mới nhất thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên nhận được và được cập nhật thông tin một cách nhanh chóng nhất. Ngoài ra thì các bạn hãy follow cả kênh Telegram của mình nữa. Hiện tại mình đang có gần 2.000 thành viên thì mình vẫn thường xuyên update thông tin lên trên cả kênh Telegram lẫn kênh YouTube, và hiện tại thì mình đang chạy cả một cái kênh là cung cấp tín hiệu trading. Thì các bạn có thể follow cả hai kênh này và mình hy vọng là sẽ giúp các bạn có được cái cơ hội để mà có thể kiếm được lợi nhuận ở cái thị trường này. Quay trở lại với cái chủ đề của video ngày hôm nay thì có lẽ là đồng Tron là một cái đồng coin mà ai cũng đã từng nghe qua khi mà tham gia vào cái thị trường này. Tuy nhiên thì không không phải là nhiều người nắm rõ thực sự là đồng Tron có những cái ứng dụng gì và tại sao đồng Tron lại hot đến như vậy và được nhắc đến nhiều đến như vậy. Thì trong video này mình sẽ cố gắng là cung cấp cho các bạn những cái thông tin để mà các bạn có thể hiểu được cái vấn đề này. Thì khi mà các bạn bước vào cái trang web chính thức của đồng Tron là tron.network thì họ sẽ hiện ra một cái thông báo như thế này. Thì đây là một cái thông báo mà rất là quan trọng đối với những cái người đang nắm giữ đồng Tron. Thì lát nữa mình sẽ quay trở lại và mình sẽ cập nhật cho các bạn là cái thông báo này nó ghi những cái gì. Bởi vì để mà có thể hiểu được cái thông báo này thì các bạn sẽ cần phải nắm được một chút những cái thông tin liên quan đến cái đồng coin này. Ok không ạ? Thế nên là mình rất là hy vọng các bạn sẽ xem đến hết video. Thì mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái khái niệm cơ bản trước liên quan đến cái đồng Tron. Vậy thì đồng Tron và cái nền tảng Tron sinh ra với cái mục đích là như thế nào và phục vụ cho cái mảng nào, đúng không ạ? Thì Tron thì là một cái giao thức phân quyền dựa trên blockchain của Ethereum và được tạo ra với một cái mục đích là xây dựng một cái hệ thống nội dung giải trí miễn phí trên toàn cầu nhờ vào cái công nghệ blockchain và lưu trữ phân phối. Và cái đồng token Tron thì có tên gọi chính thức là Tronix và viết tắt là TRX, thì cho phép người dùng tự do xuất bản, lưu trữ và sở hữu những cái dữ liệu ở trên cái nền tảng Tron và ở dạng phân quyền tự trị, quyết định việc phân phối, đăng ký và đẩy nội dung cũng như là cho phép người tạo nội dung bằng cách giải phóng, lưu hành và xử lý các loại tài sản số, từ đó tạo ra một mô mô một hệ sinh thái nội dung giải trí. Thế thì cái nền tảng Tron này sinh ra sẽ tập trung vào hai mảng là chính. Thứ nhất là mảng social media, có nghĩa là cái nền tảng Tron này sẽ giúp cho những cái ứng dụng về social media, là những cái ứng dụng như giống như là Facebook hoặc là Twitter sẽ chạy trên cái nền tảng Tron. Bởi vì những cái nền tảng truyền thống như là Facebook thì đang có gặp rất là nhiều vấn đề liên quan đến cái vấn đề bảo mật dữ liệu. Thì như các bạn biết là Facebook đang đối diện với những cái vấn đề này, và ông chủ của Facebook thì đã phải có một cái bài tường trình trước Quốc hội Mỹ đó. Thì với cái công nghệ blockchain thì đồng Tron, nền tảng Tron sẽ cố gắng là tạo ra được những ứng dụng để tận dụng được những cái ưu điểm của blockchain. Cái thứ hai là về mảng gaming, tức là về mảng trò chơi. Thì đây là cái mảng mà nền tảng Tron sẽ tập trung chủ yếu vào để mà phát triển. Thứ ba là mảng DApp, có nghĩa là xây dựng những cái ứng dụng phi tập trung. Về cái mảng này thì nó khá giống so với Ethereum. Chính vì vậy thì nên là nền tảng Tron hay được so sánh với nền tảng Ethereum, và CEO của Tron thì hay có lời qua tiếng lại với CEO của Ethereum. Thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái vấn đề này ở phía dưới của video. Và một cái điều nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan đến những cái ứng dụng mà chạy trên cái nền tảng Tron.
Thì hiện tại nền tảng Tron đã có những cái đối tác và đã có những cái ứng dụng chạy trên cái nền tảng của mình. Mà chúng ta phải kể đến thứ nhất là một cái ứng dụng có tên là Obike. Obike là một cái ứng dụng liên quan đến thuê xe đạp ở Singapore. Và Obike thì thậm chí sắp sửa ra một cái đồng token riêng của ứng dụng của mình là có tên là Ocoin. Và cái ứng dụng Obike và đồng token Ocoin thì đều chạy trên cái nền tảng Tron trong tương lai. Một cái ứng dụng nữa là ứng dụng Choose, thì Choose là một cái ứng dụng hẹn hò của Trung Quốc, nó khá giống với ứng dụng Tinder. Thì đây cũng là một trong những ứng dụng đã phát triển trên cái nền tảng Tron. Và cái ứng dụng mà đáng để mà chúng ta nhắc đến nhất khi mà nhắc tới những cái ứng dụng liên quan đến nền tảng Tron đó chính là ứng dụng Pehu. Thì Pehu là một trong những cái ứng dụng truyền thông xã hội được xây dựng trên giao thức Tron trong thời gian tới. Đây là một cái ứng dụng phát trực tuyến âm thanh hàng đầu Trung Quốc với hơn 10 triệu người dùng. Và các bạn có biết là CEO của Pehu là ai không? Đó chính là Justin Sun, chính là founder của đồng Tron. Có nghĩa là cái nền tảng Tron đã có sẵn ít nhất là 10 triệu người dùng sẵn sàng tham gia vào cái nền tảng của họ. Đây là một cái lợi thế không thể tốt hơn đối với một cái nền tảng blockchain mà hiếm có một cái nền tảng nào có được nếu mà chúng ta so sánh với nền tảng Tron. Vậy thì Justin Sun là ai và ông là một người như thế nào mà lại có tầm ảnh hưởng lớn đối với cái nền tảng Tron đến như vậy? Thì có lẽ là đối với những cái dự án ICO khác hoặc là những cái dự án đồng coin khác, mình không muốn tập trung quá nhiều để mà phân tích liên quan đến cái đội ngũ cũng như là cái người sáng lập ấy. Tuy nhiên đối với đồng Tron thì Justin Sun là một người, là một chủ đề mà chúng ta không thể bỏ qua khi mà nhắc đến cái nền tảng Tron, bởi vì ông phải nói là một trong những nhân vật cực kỳ trẻ tuổi, sinh năm 1990 và hiện tại đang là một trong những vị tỷ phú trong cái lĩnh vực tiền điện tử. Và trước khi sáng lập nên đồng Tron thì cái CV của Justin Sun phải nói là cực kỳ sáng giá, và khi mà các bạn tìm hiểu thì các bạn sẽ hiểu ra một điều rất là rõ ràng là tại sao cái đồng Tron lại có một cái sự phát triển nhanh đến như vậy. Và hiện tại thì cái khối lượng giao dịch cũng như là cái tổng vốn hóa của đồng Tron là nằm trong gần top 10 những cái đồng coin lớn nhất trên thị trường, thì nó đều có lý do. Và khi các bạn phân tích nhân vật Justin Sun thì các bạn sẽ hiểu rất là rõ lý do này. Thì đây chính là chân dung của Justin Sun. Mình sẽ truy cập vào trên cái trang web để mình sẽ cho các bạn nhìn thấy chân dung của ông. Một thanh niên rất là trẻ tuổi, tuy nhiên là cực kỳ tài năng. Vậy thì trước khi sáng lập nên đồng Tron thì Justin Sun đã từng có công tác tại đâu? Thì Justin Sun là phó chủ tịch của Hiệp hội Phát triển Internet Tuổi Trẻ do Liên đoàn Thanh niên Cộng sản Quảng Châu thành lập. Ngoài ra thì công ty của Justin là Payu, là cái ứng dụng mà mình vừa mới giới thiệu cho các bạn, là một trong những thành viên sáng lập của Hiệp hội Tài chính Internet Quốc gia Trung Quốc, NEFA. Và tổ chức này thì đã giúp cho chính phủ Trung Quốc dự thảo nên những cái quy định về ICO vào năm 2017. Ngoài ra thì Justin Sun còn được hỗ trợ bởi một công ty luật là Jong Loon. Đây là một trong những công ty được thành lập vào năm 1993 và cũng là một trong những công ty luật soạn thảo quy định ICO cho chính phủ Trung Quốc vào năm 2017. Và với cái sự hỗ trợ của công ty luật này thì sẽ giúp cho cái việc tuân thủ những cái quy định của chính phủ của cái dự án Tron sẽ tốt hơn. Và Justin Sun thì được có cái biệt danh là tiểu Jack Ma. Jack Ma là một trong những vị tỷ phú giàu có nhất thế giới, là CEO của Alibaba, chúng ta đều đã nghe qua. Và Justin Sun thì được mệnh danh là tiểu Jack Ma. Tại sao lại như vậy? Khi mà chúng ta tiếp cận đến Justin Sun cũng như là những cái thành tựu mà ông đã đạt được trong quá khứ, thì tờ báo Forbes đã từng ví ông như là một nhân vật rất là quyết tâm để mà thay đổi được cái ngành trò chơi trên toàn cầu. Ông đã từng lọt vào top Under 30 của Forbes Asia vào năm 2015 và năm 2017. Điều ấn tượng nhất đó chính là Justin Sun hiện tại đang được đích thân Jack Ma mời trở thành một trong những sinh viên đầu tiên của Đại học Hupan. Thì Đại học Hupan là một cái đại học do chính Jack Ma thành lập, và cái điểm đặc biệt của cái Đại học Hupan đó chính là có tỷ lệ chọi chỉ 4,07%, chỉ có 4,07% số lượng apply được chấp nhận,
và nó còn thấp hơn cả đại học Stanford với cái mức là 4,7%. Và những cái người mà được 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 kể tên trên trên đại học Kuban phải là một trong phải có một công ty có ít nhất là 3 năm hoạt động, có trên 30 nhân viên và doanh thu hàng năm có trên 30 triệu nhân dân tệ. Trước đây thì Justin Sun còn là cựu đại diện của Ripple tại Trung Quốc và đã góp phần giúp cho đồng Ripple tăng trưởng rất là mạnh lên tới 100 lần kể từ khi cái đồng Ripple này ra đời. Thì nó cũng có cái sự đóng góp của Justin Sun. Thì tương tự với cả cái đồng coin Ethereum ấy, thì cái nền tảng Tron được hỗ trợ và được tài trợ bởi rất những cái công ty và những cái nhân vật có thể nói là nổi tiếng trong giới công nghệ của Trung Quốc và trong giới doanh nhân của Trung Quốc. Thì khi các bạn nghe những cái tên tuổi này thì các bạn sẽ hiểu tại sao cái nền tảng Tron nó lại phát triển nhanh như vậy. Ngoài một cái vị CEO phải nói là cực kỳ tài năng và có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực Internet, có kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain và thậm chí còn đã từng đại diện cho đồng Ripple của Trung Quốc, thì ngoài ra nền tảng Tron còn nhận được những cái sự hỗ trợ về mặt tài chính, về mặt chiến lược đến từ những cá nhân như thứ nhất là giám đốc điều hành của Bitmain. Các bạn đều biết Bitmain là một công ty sản xuất ra những cái loại máy DAO lớn nhất trên thế giới hiện tại. Thứ hai có thể kể đến là nhà sáng lập nên công ty OFO. Đây là một trong những công ty cung cấp xe đạp lớn nhất trên thế giới, lớn nhất Trung Quốc với trị giá lên tới 3 tỷ USD. Thứ ba là chủ tịch chủ đầu tư của Coinbase và Ripple và cũng là một cựu giám đốc hội đồng quản trị của Ripple, cũng là nhà tài trợ của dự án Tron. Tiếp theo là người sáng lập nên cái game Clash of King với hơn 10 triệu người hoạt động hàng tháng. Tiếp theo là người sáng lập nên CoinDeals, thì đây là một trong những công ty đã mua lại Uber China với mức giá là 35 tỷ USD. Ngoài ra thì người sáng lập nên tập đoàn Lifan cũng có tham gia tài trợ dự án Tron và hiện tại thì tập đoàn Lifan có giá trị thị trường là trên 2 tỷ USD và còn rất là nhiều những cái tên sáng giá khác mà nằm trong danh sách những cái đội ngũ tư vấn và đội ngũ tài trợ cho cái nền tảng Tron. Thì qua những cái danh sách này chúng ta có thể thấy là cái nền tảng Tron được chống lưng bởi hàng loạt những cái tỷ phú của Trung Quốc và hàng loạt những cái cá nhân rất là giàu có và có kinh nghiệm trong thương trường. Thế nên là cũng không phải là khó hiểu khi mà đồng Tron chỉ mới ICO vào giữa năm 2017 và hiện tại đã nằm trong top những cái đồng coin có cái giá trị vốn hóa trên thị trường khi mà đồng Tron, nền tảng Tron còn chưa đưa ra bất cứ một cái ứng dụng nào. Và khi mà mình phân tích cái roadmap của nền tảng Tron thì các bạn sẽ nhìn được là cái chặng đường của nền tảng Tron còn rất là xa và mới chỉ là những cái năm tháng đầu tiên của dự án này thôi, và dự án này đã nằm trong top những cái đồng coin mà có cái giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường, thì đây cũng là một điều rất là đáng nể. Đó, thì đấy chính là những cái thông tin liên quan đến vấn đề nhân sự của nền tảng Tron mà mình nghĩ là các bạn nên nắm được và nó góp phần giúp cho cái giá trị của cái đồng coin Tron tăng rất là nhanh trong thời gian vừa rồi. Tiếp theo là mình muốn cung cấp cho các bạn những cái thông tin liên quan đến roadmap. Thì các bạn có thể thấy là roadmap của đồng Tron bắt đầu từ tháng 8 năm 2017, có nghĩa là mới chỉ bắt đầu được vài tháng thôi và kết thúc là năm 2027. Có nghĩa là đây là một dự án kéo dài một thập kỷ, 10 năm, một dự án dài hơi và chúng ta đang ở những bước đầu tiên của dự án này. Đó chính là với cái tên gọi là Exodus. Thì dự án này họ sẽ chia ra thành 6 bước khác nhau và thực hiện 6 bước đó trong 10 năm thì chúng ta mới chỉ nằm ở trong cái lộ trình đầu tiên và với cái tên gọi là Exodus. Vậy thì trong cái lộ trình đầu tiên này thì dự án Tron sẽ cố gắng là xem xét, thứ nhất là trong cái giai đoạn này đồng Tron sẽ cung cấp cho những cái người dùng nền tảng đáng tin cậy và hoàn toàn miễn phí mà họ có thể sử dụng để mà có thể phát triển, lưu trữ và truyền bá dữ liệu. Đó, thì đó là cái công việc về trong đội ngũ của đồng Tron sẽ phát triển ở trong cái lộ trình Exodus. Và cái lộ trình thứ hai là lộ trình Odyssey, thì đây là lộ trình trao quyền cho nội dung, và trong cái lộ trình này thì cơ chế kinh tế sẽ trong cái nền tảng Tron sẽ trở nên cạnh tranh hơn rất là nhiều khi mà người dùng sẽ nhận được những cái phần thưởng dựa trên cái nội dung mà họ tạo ra cũng như là
khuyến khích họ sẽ lan truyền cái nội dung đó trên cái hệ thống của Tron. Thì đó là công việc của giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn có tên là Great Void. Thì giai đoạn này Tron sẽ cho ra cái nền tảng mà các ICO cá nhân có thể chạy được ở trên cái nền tảng Tron. Ở giai đoạn thứ tư đó là giai đoạn Apollo, thì giai đoạn này sẽ tập trung vào việc chuyển đổi giá trị và cho phép những cái dự án ICO chạy trên cái nền tảng Tron sẽ cho ra mắt những cái mã token riêng của họ. Thì đó là giai đoạn thứ tư. Giai đoạn thứ năm có tên là Star Trek. Giai đoạn này là giai đoạn kiếm tiền từ lưu lượng truy cập với cái thị trường game toàn cầu hiện tại là 450 tỷ USD vào năm 2014. Thì Tron hy vọng là sẽ tận dụng được những cái con số này bằng cách là tạo ra một cái nền tảng chơi game trực tuyến phi tập trung. Và với Tron thì các nhà phát triển có thể tự do xây dựng các nền tảng game trực tuyến trên cái nền tảng Tron, và những cái chức năng thị trường cũng như là cái việc chơi game thì hoàn toàn là tự trị. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn có tên là Eternity. Đây là giai đoạn chuyển đổi lượng truy cập bằng cách cung cấp một cái nền tảng trò chơi trực tuyến. Các nhà phát triển sẽ có thể thiết lập nền tảng trò chơi của họ thông qua nền tảng Tron một cách tự do. Và với Tron thì họ có thể huy động được số vốn để mà có thể phát triển trò chơi một cách dễ dàng, cho phép mọi người thường xuyên đầu tư vào các trò chơi và mà họ quan tâm và có tiếng nói trong tương lai đối với cái thị trường game. Thì như các bạn có thể thấy là cái ứng dụng của cái nền tảng Tron này sẽ tập trung vào cái việc phát triển game và phát triển game cũng như là những cái dự án ICO liên quan đến cái mảng này trong tương lai. Và ngoài ra thì cái nền tảng Tron còn hỗ trợ phát triển về cái ứng dụng social media nữa. Tuy nhiên là mảng game vẫn là cái mảng mà dự án Tron này sẽ tập trung chủ yếu. Thì đó là cái roadmap của Tron, và cái roadmap này sẽ mất một khoảng thời gian là một thập kỷ để có thể thực hiện được. Tiếp theo là mình muốn đề cập đến cái white paper của đồng Tron. Thì white paper của đồng Tron là một trong những cái chủ đề gây tranh cãi rất là lớn trong cộng đồng, trên cả trên Twitter lẫn các mạng xã hội khác. Lý do là vì sao? Đã có những cái nhà đầu tư họ tìm ra được bằng chứng liên quan tới việc là đồng Tron, là nền tảng Tron, họ đã lấy cắp cái white paper từ những cái dự án khác. Và cái dự án đó chúng ta có thể kể đến là EPO FS hoặc là Filecoin. Thì đây là những cái bằng chứng mà một tờ báo họ đã thu thập được, khi mà đây là những cái thông số mà trùng hợp với hai cái đồng coin kể trên mà đồng Tron đã có trong cái white paper của họ. Và để lý giải về cái nội dung này thì CEO của Tron đã có một dòng tweet, đó chính là cái việc là cái bản nguyên gốc của cái white paper là viết bằng tiếng Trung Quốc, và qua đó thì sẽ có những cái phiên dịch viên họ dịch sang tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản và tiếng Tây Ban Nha. Và trong cái quá trình dịch thuật thì đã có những cái lỗi không đáng để xảy ra dẫn tới cái việc hiểu nhầm trên. Tuy nhiên mình đánh giá đây không phải là một trong những cái giải thích mà có thể dễ dàng chấp nhận cũng như là một cái cách giải thích hợp lý. Đó thì đây có lẽ là ông đã giải thích một cách khá là qua quýt, và cái sự thật rằng là cái white paper của đồng Tron được copy là một cái vấn đề mà chúng ta có thể xem đó là sự thật. Đó thì Justin Sun không đưa ra bất cứ một cái dẫn chứng thuyết phục nào liên quan đến cái vấn đề này, và đây cũng là một cái câu hỏi đang còn bỏ ngỏ đối với cộng đồng. Và cái vấn đề copy white paper không chỉ được cộng đồng các nhà đầu tư quan tâm mà còn được những cái dự án, những cái folder của những cái dự án khác lên án, và một trong số đó chính là Vitalik folder của dự án Ethereum. Thì trong một cái dòng tweet trước đây thì Justin Sun đã ghi ra những cái ưu điểm và những cái điểm đột phá mà cái nền tảng Tron nếu mà so với cái nền tảng Ethereum. Ông đưa ra 7 lý do, và lý do thứ 8 là cái lý do mà được Vitalik đưa ra ở bên dưới, đó chính là dự án Tron thì có một cái white paper được copy tốt hơn là dự án Ethereum. Đây thực sự là một cái cách nói kháy của Vitalik đối với Justin Sun. Và ngay sau khi nhận được cái lời đáp trả của Vitalik thì Justin Sun đã có những cái lời xoa dịu cũng như là ca ngợi Vitalik. Thì mình đánh giá đây là một trong những cái cách để mà có thể đánh trống lảng.
liên quan đến vấn đề white paper thì đã có rất nhiều chỉ trích và đã có rất nhiều lần Justin Sun đánh trống lảng về cái vấn đề này, thế nên là nó càng dấy lên cái nghi vấn là cái white paper của đồng Tron là được copy. Đó là cái làm cái nghi vấn mà có rất có thể đã trở thành sự thật. Tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận rằng là cái sự phát triển của đồng Tron trong thời gian tới sẽ còn rất là nhiều không chỉ thử thách mà còn rất là nhiều cơ hội khi mà đồng Tron và nền tảng Tron đã đang có cái sự hậu thuẫn rất là mạnh mẽ từ những cái vị tỷ phú đến từ Trung Quốc. Và đấy là những cái chia sẻ của mình liên quan đến cái nền tảng Tron. Và một cái thông tin nữa mình nghĩ là rất là nhiều bạn quan tâm, đó là thông tin vào ngày 31 tháng 5 thì Tron sẽ cho ra mắt một cái mainnet, và ngày 21 tháng 6 thì Tron sẽ tách ra khỏi ERC20. Vậy thì hai cái sự kiện này có cái sự quan trọng như thế nào đối với cái nền tảng Tron? Thì cái sự kiện mainnet, thì mainnet là một cái bản giống như là một cái bản chính thức, một cái bản blockchain chính thức của đồng Tron sẽ được ra mắt, thì họ gọi là bản mainnet. Thì trước đây vào cuối tháng 3 thì có một bản gọi là testnet, thì testnet là một cái bản để mà cho các nhà phát triển họ tập trung, họ nghiên cứu và họ tìm ra những cái lỗi cũng như là họ nâng cấp cái nền tảng Tron. Thì testnet vào cuối tháng 3 thì đã thành công, và 31 tháng 5 thì họ sẽ ra một cái bản gọi là mainnet. Thì trong cái bản mainnet này sẽ có những cái gì thay đổi? Thứ nhất là họ sẽ có một cái blockchain riêng, có nghĩa là cái blockchain hiện tại mà nền tảng Tron sử dụng là blockchain của Ethereum, và khi mà cái bản mainnet được ra mắt thì họ sẽ có một cái bản blockchain riêng có tên là Tron blockchain, và họ sẽ không bị phụ thuộc vào blockchain của Ethereum nữa. Đây là một cái điểm cực kỳ quan trọng và có thể nói là một trong những cái dấu mốc lịch sử trong cái sự phát triển của cái nền tảng Tron. Cái sự kiện thứ hai đó là sự kiện tách ra khỏi ERC20 là như thế nào? Do hiện tại là cái blockchain của do cái hiện tại là cái nền tảng Tron chạy trên cái blockchain của Ethereum, thế nên là những cái ứng dụng của nền tảng Tron ấy đang sử dụng hợp đồng thông minh ERC20, và những cái ứng dụng này thì sắp tới sẽ chuyển sang chạy trên cái nền tảng Tron, và vì vậy sẽ không sử dụng cái hợp đồng thông minh ERC20 nữa mà sẽ sử dụng một cái smart contract của nền tảng Tron riêng. Và vì vậy vào ngày 21 tháng 6 thì tất cả những cái ứng dụng và tất cả những cái người dùng cái ứng dụng đó của nền tảng Tron hiện tại đang sử dụng hợp đồng thông minh ERC20 sẽ chuyển sang sử dụng cái blockchain của đồng Tron và sử dụng một cái hợp đồng thông minh riêng của họ. Thì đây là hai cái sự kiện cực kỳ quan trọng đối với cái nền tảng Tron và đánh dấu cái sự phát triển cũng như là cái sự tách biệt khỏi Tron và Ethereum ra khỏi với nhau. Thì mình đánh giá đây là một trong những cái sự kiện mà quan trọng hơn cái sự kiện testnet vào cuối tháng 3 rất là nhiều. Và vào sự kiện cuối tháng 3 thì đồng Tron đã có một cái bước giá tăng trưởng rất là mạnh mẽ, và cái sự kiện mainnet này thì cũng hứa hẹn sẽ là một cái bước tăng giá tăng trưởng tiếp theo của đồng Tron. Và cái sự kiện mainnet này nó sẽ còn giúp cho cái việc tích hợp những cái ứng dụng game vào cái nền tảng Tron sẽ phù hợp, sẽ nhanh, sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Khi mà cái sự kiện mainnet này ra mắt thì cái đồng token TRX sẽ có chức năng như là một cái loại tiền tệ sử dụng trong cái nền tảng Tron, và với cái tốc độ xử lý lên tới 1.000 TX mỗi giây và cái giá thành thì là miễn phí, thì đây sẽ là một trong những cái tiền đề để mà đáp ứng được các yêu cầu mà một cái nền tảng chơi game cần có. Và Justin Sun và Tron Foundation thì đã có một mối quan hệ rất là mạnh mẽ đối với Sule của game.com. Thì một CEO đã cam kết là sẽ phát triển cái tiền điện tử và việc triển khai blockchain trong ngành công nghiệp game. Thì game.com là một trong những công ty game rất là lớn của Trung Quốc, với hơn 3 triệu người dùng trên cái ứng dụng của họ. Thì cái sự hợp tác giữa game.com và Tron sẽ hứa hẹn là sẽ đem lại lợi ích cho cái nền tảng Tron trong cái việc là tích hợp những cái game, cũng như là để có thể để giúp họ đạt được cái tham vọng là sẽ thay đổi cái ngành game trong tương lai. Thì cái sự kiện ra mắt mainnet này sẽ đóng góp vai trò rất là quan trọng trong cái tiến trình, trong cái roadmap của đồng Tron, và sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 5. Và vào 21 tháng 6 thì là cái sự kiện mà tất cả những cái ứng dụng của cái nền tảng Tron sẽ chuyển từ cái hợp đồng thông minh ERC20 sang cái hợp đồng thông minh của Tron. Đó thì mình đánh giá đây là hai cái sự kiện mà có thể nói là rất là quan trọng trong trong tháng này. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái bảng dạ cái biểu đồ giá của đồng Tron thì các bạn có thể thấy
vào cái sự kiện testnet diễn ra vào cuối tháng 3 ấy. Đấy, các bạn có thể thấy là trước cái và là cái sự kiện này này, trước cái sự kiện này cái sự tăng giá của đồng Tron tăng lên rất là nhanh. Và qua sau đó thì đồng Tron còn những cái bước tăng trưởng tiếp theo. Và hiện tại thì đồng Tron đang đang khá là sideways, đang ổn định ở cái mức 870 cho đến 900 Satoshi. Thì vào 31 tháng 5 thì trước đó một tuần thì hứa hẹn sẽ là một cái bước tăng trưởng rất là mạnh của cái đồng Tron. Thì mình cũng đã chia sẻ trên kênh Telegram của mình về cái việc là các bạn hold cái đồng Tron ở cái giá hiện tại và sẽ tận dụng cái sự kiện Mainnet vào cuối tháng 5 để mà có thể kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên thì không có điều gì là chắc chắn. Bản thân mình thì mình đã mua đồng Tron ở cái mức giá là 900 Satoshi. Và các bạn nếu mà có mua đồng Tron thì các bạn hãy cân nhắc cũng như là quản lý vốn một cách hợp lý, sẽ dành ra một cái khoản tiền hợp lý để mà có thể hold cái đồng Tron cho đến cuối tháng. Thì mình rất là hy vọng đồng Tron sẽ có một cái bước tăng trưởng mạnh vào cuối tháng này và thậm chí là vào cuối tháng 6. Vào cuối tháng 6 thì cũng có cái sự kiện tách ra khỏi hợp đồng thông minh ERC20, thì mình nghĩ là sự kiện này cũng rất là đáng để quan tâm. Và hứa hẹn là đồng Tron sẽ tiếp tục phát triển trong quý này của năm 2018. Ok, đấy là tất cả những cái thông tin mà mình nghĩ là khá là cơ bản và các bạn cần biết khi mà các bạn tiếp xúc với cái đồng coin Tron. Sắp tới thì mình sẽ còn ra những cái review về những cái đồng coin khác. Các bạn muốn mình review coin nào thì các bạn hãy comment ở dưới video này. Có lẽ là sắp tới mình sẽ cho ra mắt cái bài review liên quan đến cái đồng Cybermine, thì mình thấy là rất là nhiều bạn quan tâm đến cái đồng coin này. Sau đó có thể là đồng Ripple. Thì các bạn hãy comment ở dưới video này cho mình biết những cái đồng coin mà các bạn quan tâm được không ạ? Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hy vọng là cái video này sẽ giúp các bạn có được thêm thông tin hữu ích. Nếu các bạn thấy thông tin này giúp hữu ích thì các bạn hãy like cũng như là comment ở dưới video, thì sắp tới mình sẽ còn rất là nhiều những cái video khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.